Hello mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thử đồ ăn Hawaii nhé. Quán này tên là Konnaja Coffee ở Higashi Urawa, quán ở Saga, nên chỉ tiền cho bác nào có ô tô thôi. Tuy ở biển ghi là Hawaiian Pancake Cafe, nhưng quán phục vụ cả cà phê, đồ ngọt và đồ mặn nhé các bác. Đồ ngọt thì chuyển về pancake thôi, còn đồ mặn thì mình thấy ở menu cũng đa dạng lắm. Nghĩa quá không gian quán và âm nhạc thì các bác cũng có thể thấy được quán trang trí mang đậm phong cách tropical của Hawaii nữa đúng không? Hôm bọn mình đi thì trời nắng lên mà nhà mình lại mặc hơi ẩm nữa nên vào đây cảm giác mát mẻ lắm các bác ạ. Quán khá là rộng, được trang trí bằng nhiều loại cây nhiệt đới nên không gian quán dường như là được chia thành các khu khác nhau. Có một vài bàn có sofa quay vào nhìn khá là riêng tư nữa. Vào giờ trưa nên khách rất là đông, nhà mình đi hơi muộn nên không có nhiều lựa chọn cho chỗ ngồi. Và đây là menu món mặn của quán, khá là nhiều món cho các bạn lựa chọn. Vì hôm đó nhà mình vừa muốn thử cả đồ mặn và đồ ngọt luôn nên quyết định gọi một set cơm gà chiên, một set pancake kem với sour cream kem và thạch. Và vì sợ không đủ no nên lại order thêm một set tôm sốt bơ tỏi kem khoai tây chiên nữa. Khi order đồ thì nhân viên sẽ hỏi các bác là món phục vụ cùng lúc hay là lần lượt. Vì là 6 bữa trưa nhà mình còn đi chơi nữa nên đã nói nhân viên phục vụ cùng lúc, nhưng đến hôm nay là hơi sai rồi. Vì pancake có kem và sour cream rất là nhanh chảy nên nếu đưa ra cùng lúc đồng nghĩa về việc là phải chiến đấu món mặn nhanh để ăn đồ ngọt, không thì kém sẽ chảy hết. Nếu các bác đến đấy thì nên lưu ý điều này nhé. Và lúc nhân viên mang đồ ăn ra thì mình hơi choáng về phần ăn đó, quá to so với tưởng tượng. Đúng là phong cách Mỹ có khác. Cơm gà chiên thì ăn cũng khá là ngon, gà ngoài thì giòn và bên trong thì mềm ẩm, kiểu rất là juicy. Trước khi ăn rưới thêm một ít chanh xanh lên gà thì thơm lắm. Cơm thì dẻo như kiểu là có mix thêm gạo nếp vậy, ăn khá là đơm miệng. Nhưng cái mình thích ở món này là cái sốt cà chua này. Bình thường thì mình không thích vị sốt cà chua lắm, nhưng cái sốt này khá là đặc biệt vì chua chua, cay cay, ngọt ngọt và thơm thơm. Ăn kèm miếng gà rất là kích thích vị giác. Còn món tôm và khoai tây chiên này thì hơi ủng dầu, lúc ăn xong còn hẳn một lớp dầu ở dưới chảo nữa. Vì cũng khá là bình thường mà cũng có thể làm được tại nhà luôn. Món tôm này thì được một điểm cộng duy nhất là tôm to, khá là tươi, ngọt và chắc thịt. Điều mình thấy ngỡ ngàng bất ngờ nhất là cái set pancake này, to và nhiều kinh khủng. Nếu mình nghĩ cái suất này mà ăn kiểu đồ trắng miệng thì phải đủ cho 3 đến 4 người ăn luôn. Và đúng là không hổ danh là món chính của nhà hàng. Pancake ăn rất là mềm, mịn và bùi béo, vì cũng vừa đủ, vừa hợp ăn với đồ mặn mà cũng hợp ăn với cả đồ ngọt nữa. Mình chẳng mấy khi ăn pancake nhưng món pancake ở đây là mình nghiền luôn rồi. Sau cái rím thì có vị ngọt nhẹ và thơm mùi cà phê, rắc thêm hạt sấy nữa, ăn cũng khá là ngon và đỡ miệng. Thạch cà phê thì rất là đắng nên phải ăn kem với kem mới trung hòa được vị đắng đó. Nhưng dù gì thì hai món kem cũng chỉ làm nên cho món pancake ở đây thôi. Lần tới mình nhất định sẽ thử món pancake kem đồ mặn ở đây. Dù đồ ăn cũng ngon và hợp khẩu vị nhưng nhà mình cố đến mấy cũng không thể ăn hết được cái phần ăn khổng lồ này. Và hơi tiếc một chút nhưng cũng đành bỏ lại một ít đồ ăn thừa. Sau bữa trưa này thì mình nấu hẳn đến tối muộn, chỉ ăn thêm một nửa gói mì tôm là đã đủ phần ăn cho một ngày rồi. Nên các bạn lưu ý lúc đến đây thì nên lượng sức ăn của mình để gói cho đủ nhé. Đừng như nhà mình, cái mặt to hơn cái bụng. Tổng chi phí cho bữa ăn này là 4 sen cho hai người. Và mình thấy giá cả đó cũng khá là hợp lý cho suất ăn to và nhiều như vậy. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến đây và hẹn các bác ở những video review tiếp theo nhé.